Ban tuyên giáo tỉnh ủy vừa tổ chức hành trình về nguồn tại một số di tích lịch sử khu vực miền núi phía Bắc nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng. Tham gia hành trình có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Cùng đi có các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy, tập thể cán bộ công chức người lao động các phòng, bộ phận chuyên môn. Đoàn đã dâng hương dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng tại một số di tích lịch sử như Lán Nà Nưa, Đình Tân Trào, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, khu di tích lịch sử Bắc Bó, khu di tích lịch sử Kim Đồng, tỉnh Cao Bằng. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức tham quan di tích lịch sử Ban tuyên huấn Trung ương tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, nơi làm việc của Ban tuyên giáo Trung ương thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc cùng các bậc tiền bối cách mạng đã dũng cảm chiến đấu bảo vệ độc lập dân tộc, đồng thời quyết tâm phấn đấu rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Người, trung thành tuyệt đối với con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh.